Tiểu sử của Đức Giám mục Giuse Phan Văn Hoa, nguyên giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Kính thưa cộng đoàn, Đức cha Giuse Phan Văn Hoa sinh ngày 18 tháng 7 năm 1922 tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, thuộc giáo họ Lục Lễ, giáo xứ Gò Thị, giáo phận Quy Nhơn. Ngài là cháu đời thứ 5 của Thánh tử đạo Andre Nguyễn Kim Thông. Tháng 9 năm 1935, cậu bé Phan Văn Hoa được gia đình cho nhập học tại tiểu chủng viện Làng Sông thuộc địa phận Quy Nhơn. Năm 1943, chủng sinh Phan Văn Hoa được chuyển tiếp vào học tại Đại chủng viện Quy Nhơn. Sau hơn 2 năm học môn triết học, thầy Phan Văn Hoa được cử đi hỗ trợ mục vụ tại giáo xứ Đồng Quả, rồi tiếp theo là giáo xứ Đồng Giải. Sau khi kết thúc chương trình mục vụ, chủng sinh Phan Văn Hoa được bổ nhiệm giữ vai trò quản lý ruộng đất của nhà Trung tại giáo xứ Phú Hòa, tỉnh Quảng Ngãi. Đầu năm 1954, thầy Phan Văn Hoa tiếp tục việc học thần học tại Đại chủng viện Nha Trang. Ngày 27 tháng 4 năm 1955, thầy Phan Văn Hoa được chuyển chức phó tế do Đức Giám mục Bích Kê Lợi cử hành. Ngày 17 tháng 5 năm 1955, thầy phó tế Giuse Phan Văn Hoa được phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa giáo phận Nha Trang, do Đức Giám mục Paul Raymond Mary Marcel Picke Lợi chủ phong. Sau khi được phong chức linh mục, cha Giuse Phan Văn Hoa được bổ nhiệm làm linh mục phó giáo xứ Nha Trang. Từ tháng 12 năm 1955 đến tháng 5 năm 1956, ngài là linh mục phó giáo xứ Hoành Phước thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Khoảng 6 tháng sau, cha Giuse Phan Văn Hoa trở lại giữ chức vụ linh mục phó giáo xứ Nha Trang cho đến năm 1957. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm linh mục chánh xứ giáo xứ Đồng Tre tại Phú Yên. Ngài được nhận định là một trong ba linh mục quản nhiệm để lại dấu ấn sâu đậm nhất của giáo xứ này, cùng với cha Phaolô Nguyễn Thanh Bình và cha Phêrô Phan Anh Thụ. Cha Giuse Phan Văn Hoa được đánh giá chung là có nhiều sáng kiến và nỗ lực trong công tác mục vụ, đặc biệt với công việc truyền giáo, thiết lập các giáo điểm và xây dựng nhiều nhà nguyện tại vùng sâu vùng xa. Ngài cũng được ghi nhận về việc mở ra phong trào truyền giáo đến với các dân tộc ít người. Tháng 3 năm 1967, cha Giuse Phan Văn Hoa được bổ nhiệm làm linh mục quản lý giáo phận, đồng thời kiêm nhiệm vai trò đặc trách hội bác ái Vinh Sơn và tuyên úy nhà tập dòng Mến Thánh Giá tại Hình Giám. Năm 1974, Đức Giám mục giáo phận chọn cha Giuse Phan Văn Hoa làm linh mục tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn. Một năm sau đó, ngài được bổ nhiệm làm linh mục chính xứ nhà thờ chính tòa Quy Nhơn. Ngày 30 tháng 3 năm 1976, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm cha Giuse Phan Văn Hoa, hiện là linh mục tổng đại diện, làm giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Thánh lễ tấn phong cho tân giám mục được cử hành trong cùng ngày 30 tháng 3 tại nguyện đường tiểu chủng viện Quy Nhơn, do Đức cha Phaolô Huỳnh Đông Các, giám mục chính tòa giáo phận Quy Nhơn chủ phong. Tân giám mục chọn cho mình khẩu hiệu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Đến ngày 5 tháng 4 năm 1976, Đức cha Phaolô Huỳnh Đông Các mới gửi thư thông báo cho các linh mục trong giáo phận về thánh lễ tấn phong tân giám mục phó. Đồng thời, ngài cũng xin quý cha cùng các tu sĩ và cộng đoàn giáo dân cầu nguyện cho Đức giám mục phó để người đủ ơn Chúa làm tròn sứ mạng Chúa và giáo hội giao phó. Nội dung thông báo như sau. Dịp vui mừng lễ Chúa Phục sinh, tôi xin tin cho cha hạt trưởng, các cha, các tu sĩ và anh chị em giáo hữu trong hạt một tin vui mừng nữa. Là giáo phận Quy Nhơn chúng ta đã có Đức Giám mục phó với quyền kế vị là Đức cha Giuse Phan Văn Hoa. Đáng lẽ tôi tin cho các cha và tất cả anh chị em hay trước để cùng nhau cầu nguyện về dự lễ tấn phong và vui mừng cùng nhau. Nhưng vì Đức Giám mục phó muốn làm theo khẩu hiệu của người là hiền lành và khiêm nhượng trong lòng với hình con chiên, nên lễ tấn phong đã được cử hành sáng ngày 30 tháng 3 năm 1976 tại nguyện đường tiểu chủng viện Quy Nhơn như một thánh lễ thường ngày. Nghi lễ tấn phong diễn ra trong một bầu không khí đơn giản và khiêm tốn, làm cho chúng ta suy nghĩ về nhiệm vụ của Đức Tân Giám mục hơn là về phẩm chức của người lãnh nhận. Xin cha hạt trưởng, các cha, các tu sĩ và anh chị em hãy cùng tôi vui mừng, cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho Đức Giám mục phó nhiều hơn và sốt sáng hơn, để người đủ ơn Chúa làm tròn sứ mạng Chúa giao phó.
Ngày 20 tháng 5 năm 1976, Đức cha Giuse Phan Văn Hoa được Giám đốc Công an tỉnh Nghĩa Bình mời đến làm việc và được đối xử hợp lẽ với vai trò một giám mục. Sở Giám đốc Công an tỉnh Nghĩa Bình làm việc với ngài trong thời gian 19 ngày. Chỉ sau 2 tháng khi làm giám mục, Đức cha Giuse Phan Văn Hoa bị tai biến mạch máu não và cao huyết áp. Ngài được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Saint Paul Sài Gòn. Đến đầu năm 1977, Đức cha được chuyển về điều trị tại Tòa Giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Từ sau tai biến, sức khỏe của Đức cha Giuse Phan Văn Hoa yếu dần, việc đi lại ngày một khó khăn và thần kinh trở nên không ổn định, cuối cùng toàn thân bị tê liệt. Từ ngày 1 tháng 10 năm 1987, ngài hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Đức cha Giuse Phan Văn Hoa qua đời lúc 17 giờ 25 phút ngày 6 tháng 10 năm 1987, thọ 65 tuổi với 32 năm linh mục và 11 năm trong cương vị giám mục giáo phận Quy Nhơn. Thánh lễ an táng Đức cố giám mục được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Quy Nhơn ngày 8 tháng 10 năm 1987 do Đức cha Phaolô Huỳnh Đông các chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ an táng có các linh mục thuộc giáo phận Quy Nhơn. Tham dự thánh lễ còn có các chủng sinh, các tu sĩ nam nữ và cộng đoàn giáo dân trong giáo phận. Thi hài của Đức cha cố được an táng tại triền núi phía tây nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn. Sau này được cải táng về nghĩa trang dành cho các linh mục giáo phận Quy Nhơn tại tiểu chủng viện Làng Sông. Kính thưa cộng đoàn, như vậy, Đức cha Giuse Phan Văn Hoa qua đời lúc 65 tuổi với 32 năm linh mục và 11 năm trong sứ vụ giám mục. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được về hưởng tôn nhan Chúa. Trên đây là tổng hợp những thông tin về tiểu sử của Đức cha cố Giuse, chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu quý vị có thông tin cần bổ sung hoặc đóng góp ý kiến, xin vui lòng gửi cho chúng con bằng cách comment vào phần bình luận dưới video. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị và cộng đoàn đã xem hết video này. Xin vui lòng chia sẻ video cho nhiều người cùng xem và đăng ký theo dõi kênh để đón nhận các bản tin mới nhất của Lòng Chúa Thương Xót.